Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng trở lại với TMAS Việt Nam. Và ở video này thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về bộ sản phẩm mới được TMAS cho ra mắt thị trường, đó chính là cảm biến đỗ SafeSend SN2. Và trước mặt mình đây là đang có hai model của sản phẩm, đó chính là phiên bản SN1 và SN2. Với SN1 thì đã có mặt trên thị trường khoảng 3 năm trở lại đây rồi, và nó dành riêng cho những dòng xe của Honda như là Civic, CR-V hay là HR-V. Ngoài ra thì còn có phiên bản 8 mắt dành riêng cho Nissan X-Trail. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với nhân vật chính, đó chính là cảm biến đỗ SafeSend model SSI, và sẽ có option 4 mắt hoặc là 8 mắt cảm biến cho quý vị có thể lựa chọn. Về cảm quan bên ngoài thì chúng ta có thể nhận thấy một màu xanh thương hiệu của TMAS, và đây cũng là sản phẩm công nghệ trong hệ sinh thái của TMAS. Nó sẽ có thể kết hợp được với camera 360 Safe View hay là màn hình liền camera 360 bởi một tính năng rất đặc biệt mà mình sẽ chia sẻ ở phần sau của video. Và ngay bây giờ thì mình sẽ mở hộp sản phẩm. Và sau khi mở hộp sản phẩm thì mình đã bày sẵn những chi tiết bên trong. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến phần mắt cảm biến đỗ. Như các bạn có thể thấy, đó là cái thiết kế rất là nhỏ gọn, nhưng bên trong này nó là chip cảm biến của Đức. Nó công nghệ có thể nói là vượt trội nhất thời điểm hiện tại. Với tùy chọn 8 mắt hay là 4 mắt thì chúng ta đều có các cái mắt màu mắt cảm biến này, màu đen hoặc là màu trắng hay là màu đỏ, tương thích với màu của xe. Với 4 mắt cảm biến trước, chúng ta sẽ có phạm vi hoạt động là 1m trở lại, còn 4 mắt cảm biến sau sẽ là 1,5m trở lại. Tiếp đến đó chính là bộ dây kết nối với mắt cảm biến. Chúng ta sẽ chỉ cần cắm rắc vào như thế này. Đó. Và dây cảm biến này cũng sẽ được trang bị vật liệu rất là cao cấp, đó chính là dây dù và ruột gà, một thuật ngữ chuyên dụng trong công nghệ xe hơi. Và hiện tại thì mình cũng chuẩn bị sẵn một mắt cảm biến đỗ của một sản phẩm trên thị trường. Về cảm quan thì nó khá là tương đồng với nhau về thiết kế, tuy nhiên để mà cầm trên tay thì mình cảm nhận rằng sản phẩm cảm biến đỗ SafeSend SS2 nó có cấu thành từ vật liệu cao cấp hơn. Ngoài ra thì phần dây kết nối này cũng rất là đơn giản, và nó không thể có tính chịu nhiệt hay là chống xoắn chống rối như là mắt cảm biến đỗ của SafeSend SS2. Tiếp đến chúng ta sẽ đi tới chi tiết, đó là một mũi khoan. Thì như các bạn đã biết, đó là việc lắp cảm biến đỗ chắc chắn chúng ta sẽ phải khoan tại các vị trí phù hợp, tương thích với từng chiếc xe. Đó, thì mũi khoan này sẽ hỗ trợ cho việc đó. Tiếp đến chúng ta sẽ có một chi tiết, đó là GPS. Thì bộ GPS này nó có tác dụng trong việc đó là đảm bảo hoạt động của sản phẩm sẽ ở dưới vận tốc của xe là 20 km/h, tránh gây phiền cũng như là những cảnh báo thừa cho người lái. Tiếp đến chúng ta sẽ có một hộp main để xử lý tín hiệu. Ngoài ra thì bộ sản phẩm cũng đi kèm với một loa. Tại đây thì chúng ta sẽ có các cái tùy chọn, đó là tắt âm thanh hay là âm thanh vừa hoặc là âm thanh lớn. Chúng ta cũng sẽ có một công tắc để bật tắt tính năng cảm biến đỗ. Còn đây là dây trung gian. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ và giới thiệu chi tiết, từng chi tiết trong bộ sản phẩm cảm biến đỗ SafeSend S2. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng ra xe để có thể trải nghiệm thực tế bộ sản phẩm này. Và những phần đầu của video thì mình đã chia sẻ, đó chính là việc cảm biến đỗ SafeSend SS2 chúng ta sẽ có hai lựa chọn, option 4 mắt hoặc là 8 mắt cảm biến. Với những chiếc xe như Mitsubishi Xpander này thì đã được nhà sản xuất trang bị sẵn 4 mắt cảm biến sau rồi. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn option 4 mắt cảm biến trước. Tại đây là các cái vị trí mà chúng ta sẽ gắn cảm biến đỗ này. Nó sẽ không làm ảnh hưởng gì tới tính thẩm mỹ của xe cả, bởi vì như các bạn đã thấy, đó là màu của mắt cảm biến cũng cùng màu với cái màu trắng này của xe. Chúng ta có các lựa chọn màu đen, màu trắng và màu đỏ. Nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tính thẩm mỹ của xe cả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong xe để trải nghiệm tính năng của bộ sản phẩm. Với chiếc xe trải nghiệm ngày hôm nay thì đã được trang bị sẵn màn hình liền camera 360 Safe View Elegant. Và đây là giao diện của camera 360. Với 4 mắt cảm biến đỗ phía sau được trang bị sẵn của chiếc xe này, nó sẽ có hiển thị cảnh báo tương tự với option 8 mắt khi mà chúng ta trang bị ở phía sau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cảnh báo sẽ hiển thị như thế nào khi mình cài số lùi. Ngay lập tức khi phát hiện ra vật cản, trên màn hình sẽ hiển thị vạch màu xanh. Khi chúng ta tiến gần
tiến đến gần hơn. Và cảm biến sẽ chuyển sang màu cam. Đó, lúc này là cũng rất là sát với vật cản rồi. Và nếu chúng ta cố tình tiến thêm nữa là cảnh báo sẽ chuyển sang màu đỏ. Và âm thanh cảnh báo cũng sẽ nhắc nhở chúng ta rằng không tiến thêm nữa và hãy xử lý ngay tình huống này. Nói thêm một chút về hiển thị của cảm biến đỗ, đó chính là việc vạch cảm biến cũng sẽ hiển thị ở trên màn hình lớn, màn hình bên phải của chúng ta đó, thay vì việc chỉ hiển thị ở phía bên trái như một số sản phẩm trên thị trường hiện nay. Việc hiển thị ở trên toàn bộ giao diện này sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn trực quan hơn khi lùi hay đậu đỗ xe, giúp lái xe an toàn hơn. Tiếp theo, vị trí bốn mắt trước đã được thay thế bởi cảm biến đỗ xếp sen, thì chúng ta sẽ xem hiển thị cảm biến như thế nào. Và đây là góc camera trước. Khi mình tiến gần đến vật cản, cũng tương tự với góc camera lùi, chúng ta cũng sẽ có những cái vạch cảm biến màu xanh như thế này. Với cảm biến trước sẽ có phạm vi hoạt động là 1m trở lại so với thân xe. Cảm biến sau nếu như trang bị thêm sẽ là 1,5m. Và khi mình tiến gần đến vật cản thì màu sắc của hiển thị cảnh báo cũng sẽ thay đổi theo, tương tự với camera lùi. Và sau đây là tính năng đặc biệt nhất trên bộ sản phẩm cảm biến đỗ xếp sen, đó chính là việc tự động kích hoạt camera phía trước khi cảm biến đỗ phát hiện vật cản. Và như các bạn đã thấy, đó chính là việc ngay khi cảm biến phát hiện vật cản thì lập tức trên màn hình cũng sẽ hiển thị góc camera phía trước để cho chúng ta có thể quan sát được vật cản, từ đó có hướng xử lý kịp thời cũng như là an toàn và tối ưu nhất. Và để tránh cảm biến đỗ gây phiền trong quá trình mà chúng ta lái xe thì sản phẩm sẽ chỉ hoạt động ở giải tốc độ dưới 20 km/h. Và ngoài ra thì bộ sản phẩm cũng đi kèm theo nút công tắc bật tắt để chúng ta dễ dàng kích hoạt tính năng này. Một tình huống thực tế khi mà chúng ta rời khỏi điểm đỗ xe, bắt đầu hành trình, khi mà chúng ta di chuyển này, đó, cảm biến đỗ phía trước phát hiện vật cản, nó tự động sẽ kích hoạt hiển thị camera 360. Như tình huống này thì mình đang không chắc lắm về cái việc là có an toàn hay không, nhưng mà nhìn vào camera ở đây là mình có thể thấy được rằng là vẫn còn đủ cái khoảng không để mình có thể là vượt qua cái chướng ngại vật này. Đó, mình sẽ bẻ lái để đi qua này. Đó, vẫn rất là an toàn. Đó, tự động kích hoạt camera 360 khi mà cảm biến phía trước phát hiện vật cản, đây là một tính năng rất tiện ích cho người lái xe. Và cuối cùng là hiển thị cảm biến đỗ xếp sen trên màn hình Android. Lúc này chúng ta sẽ không có sự hỗ trợ của camera 360, thì cảm biến đỗ sẽ hiển thị cảnh báo trên màn hình như thế này. Và chúng ta còn có thể di chuyển được vị trí cảnh báo để thuận tiện hơn trong quá trình quan sát. Và hiển thị cảnh báo của cảm biến đỗ trên giao diện camera lùi sẽ cố định tại vị trí bên trái màn hình. Với lợi thế phát triển sản phẩm cùng hệ sinh thái công nghệ TIMAS, cảm biến đỗ sẽ không phải là sản phẩm hoạt động độc lập mà còn có thể tích hợp hiển thị tối ưu hơn, đem lại trải nghiệm lái xe an toàn hơn. Vừa rồi mình đã review chi tiết bộ sản phẩm cảm biến đỗ xếp sen SS2 vừa được TIMAS ra mắt tại Việt Nam. Và đừng quên nhấn follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ những video review trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới nhất của TIMAS. Xin chào và hẹn gặp lại!